Người đàn ông này lập gia đình đã 4 năm, tuy nhiên tới nay tổ ấm của anh vẫn vắng tiếng cười trẻ nhỏ. Buồn tủi nhiều hơn khi anh biết nguyên nhân xuất phát từ bản thân mình. Xét nghiệm của vợ chồng tôi thì vợ tôi là bình thường, còn tôi thì kết quả cuối cùng là không có tinh dịch. Những trường hợp như người đàn ông này không hiếm gặp. Trên thực tế, tỷ lệ vô sinh ở nam giới Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng. Tỷ lệ về nam giới mắc vô sinh hiện nay chiếm khoảng 20% trong tổng số những người đàn ông trong cộng đồng. Khi kiểm tra cái tinh dịch đồ, mình có nhận thấy rằng cái tinh dịch đồ của người đàn ông đang ngày càng kém dần theo thời gian, và cái cơ hội có thai của các cặp vợ chồng cũng kém theo. Theo các chuyên gia y tế, có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản ở nam giới. Đáng lo ngại, có nguyên nhân phổ biến từ lối sống như uống rượu bia, hút thuốc lá, ăn các thực phẩm nhiễm hóa chất. Trong khi đó, khó khăn rất lớn trong điều trị vô sinh nam là tâm lý e ngại, mặc cảm của người đàn ông. Đáng lẽ ra thì khám hiếm muộn thì bao giờ cũng sẽ khám song song cả vợ cả chồng. Nhưng khi chỉ có một mình vợ đi thôi. Và khi hỏi đến người chồng thì người vợ cũng bảo là cũng nói mãi nhưng mà chưa chồng cũng không đi. Bế tắc, có những cặp vợ chồng còn tìm đến giải pháp đi mua tinh trùng với nhiều rủi ro. Đây là những người ta chuyên nghiệp làm vấn đề này rồi. Tư mà cần thì ta bơm luôn cho đến ngày tháng người ta gặp trực tiếp bác sĩ. Nhưng mà bọn em biết được hơn những người cho là ai? Sẽ gặp trực tiếp chứ. Tiền tin là 15 triệu nhưng mà bọn em có được xem mặt mũi hay gì không? Câu chuyện vô sinh nam, chuyện của những người đàn ông phải đi tìm mua tinh trùng và đâu là giải pháp can thiệp hỗ trợ, chúng tôi sẽ còn tiếp tục đề cập đến vấn đề này trong chương trình ngày mai.